20 thành phố ô nhiễm không khí nhất trên trái đất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chất lượng không khí kém là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm trên toàn thế giới, chỉ sau huyết áp cao, sử dụng thuốc lá và chế độ ăn uống kém vệ sinh. Những chất gây ô nhiễm không khí là những vật chất dạng hạt có đường kính từ 2.5 micron trở xuống, hay PM2.5, được coi là một trong những chất ô nhiễm có hại nhất đối với sức khỏe con người. Vật chất hạt mịn nhỏ như vậy có thể xâm nhập vào phổi khi hít vào và đi vào máu, ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan chính. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 99% dân số toàn cầu hít thở không khí vượt qua giới hạn chất lượng không khí của WHO. Dựa trên nồng độ PM2.5 trung bình hàng năm vào năm 2022, từ báo cáo chất lượng không khí thế giới của EPA-IR, đây là biểu đồ danh sách những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới. Ấn Độ, do dân số ngày càng tăng và khu vực công nghiệp mở rộng nhanh chóng, Ấn Độ có 14 thành phố trong danh sách, vượt xa Trung Quốc, trước đây được coi là nguồn ô nhiễm không khí số 1 thế giới. Trong năm 2019, Ấn Độ dẫn đầu thế giới về số người tử vong do ô nhiễm môi trường với 2,3 triệu ca. Trung Quốc, để có thể đạt được tốc độ phát triển kinh tế thần kỳ, để có thể vươn mình trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ, Trung Quốc đã phải đổi lấy một cái giá rất lớn. Cái giá đó bao gồm ô nhiễm không khí. Dân số đông kéo theo lượng chất ô nhiễm khổng lồ phát thải ra môi trường không khí thông qua các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, giao thông đi lại. Pakistan đứng đầu danh sách 20 thành phố ô nhiễm nhất trái đất. Lahore ở Pakistan có sự kết hợp của lượng khí thải công nghiệp và xe cộ cao, cũng như khói từ các lò gạch, tàn dư cây trồng, đốt chất thải chung và bụi từ các công trường xây dựng. Chất lượng không khí của Lahore trong năm 2022 là 97,4 microgram PM2. Chad được quốc gia châu Phi duy nhất trong danh sách. Chad đã trải qua những cơn bão bụi nghiêm trọng vào năm 2022, khiến nồng độ PM2.5 tăng 18%. Là quốc gia có mức độ ô nhiễm không khí trung bình cao nhất thế giới là 89,7 microgram phân tử bụi PM2.5. Baghdad, Iraq đứng thứ hai với độ ô nhiễm là 80,1 microgram phân tử bụi PM2.5. Theo một nghiên cứu năm 2020 của Viện Ảnh hưởng Sức khỏe, 6,67 triệu người đã chết do ô nhiễm không khí vào năm 2019. Ngoài hàng triệu ca tử vong sớm mỗi năm, chi phí thiệt hại về sức khỏe toàn cầu liên quan đến ô nhiễm không khí hiện ở mức 8,1 nghìn tỷ đô la. Trồng cây xanh, phủ xanh đồi núi để hấp thụ CO2 cũng như các chất độc hại. Ưu tiên sử dụng các phương tiện công cộng, giảm lượng khí thải thải ra đô thị hóa đúng cách, hạn chế các bụi mịn tối ngày 2 tháng 5. Xử lý khí thải trước khi xả ra môi trường.